Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập tài khoản của thằng Oppo này, lập tài khoản Google nhé, để tải các ứng dụng. Rồi, ok, độ sáng nó cao rồi đấy, nhìn nó cũng ngon ngon đấy. Đây, chúng ta vào CH Play này. Khi vào CH Play nhớ phải kết nối Wi-Fi nhé, không có Wi-Fi không vào mạng đâu. Đây, chúng ta tạo tài khoản mới, chúng ta ghi tên chúng ta vào. Đây, chúng ta ấn tiếp theo này. Đây, tới đây chúng ta ghi ngày tháng vào này. Chọn giới tính nha. Dưới này có giới tính nam, giới tính nữ và từ chối cho biết và tùy chỉnh. Như là chắc là BD đấy, BD. Mình nam, mình cho nam vào. Tới chỗ chọn tài khoản Gmail này thì chúng ta lấy tài khoản là sao cho nó dễ nhớ nha. Mình ghi là Đắc Quân Mobile Oppo Epa. Đấy, tới đây thì chúng ta như này thì không sợ, mình đang quay video rồi thì mình không sợ là quên cái tên tài khoản này. Nếu mà các bạn mà không nhớ các bạn phải ghi ra nhé. Chúng ta ấn tiếp theo này. Tới đây chúng ta ấn mật khẩu này. Đắc Quân 1990. Tiếp theo Quân 1990. Tiếp theo. Đấy, khi tới đây chúng ta có thể bỏ qua hoặc là chúng ta lấy số điện thoại này. Đấy, chúng ta bỏ qua. Nếu mà chúng ta có số điện thoại thì đấy, lại mật khẩu này. 990 Quân 990. Chúng ta ấy đến này, chúng ta lấy số điện thoại này, chúng ta ghi số điện thoại của mình vào. Trong cái trường hợp mà mất tài khoản hoặc là mình không nhớ thì mình sẽ lấy số điện thoại của mình để lấy lại mật khẩu và tài khoản của mình. Thắng đọc số danh này, đọc số của em này, 09686555. Hết rồi em. Chúng ta tiếp theo này, sang mình này, không đúng số rồi. 096 à? 09686 557 đúng không? 11. Chúng ta ấn vào xác minh này. Thì nó sẽ gửi một cái tin nhắn về cho mình. Thắng anh bận cái máy này. Đây, đây, nó kêu đây, đây. Đấy, má bảo vệ. 05 1 9 5. Đây, chúng ta lấy cái mã bảo vệ này, lấy cái mã xác minh này, chúng ta ghi vào trong này. Đây, chúng ta xác minh nó vào. 120915. Chúng ta tiếp theo, chúng ta thêm, chúng ta đồng ý. Tiếp theo. Chúng ta tiếp theo này. Chúng ta không. Đấy, tiếp theo. Thì chúng ta đã được tài khoản thì nó sẽ vào cái chỗ CH Play để chúng ta tải ứng dụng. Đây. Tiện đây mình sẽ giới thiệu với các bạn luôn là cái tải ứng dụng thế nào. Thì chúng ta kích vào những cái ứng dụng này và chúng ta ấn vào cài đặt. Thì khi chạy xong này thì là ứng dụng của chúng ta sẽ có hiện ngoài màn hình.
Tiếp theo đó thì chúng ta vào cái phần YouTube đấy, YouTube chúng ta cái YouTube lên, chúng ta để sau này cài đặt, chúng ta cập nhật cái phiên bản mới của YouTube. Nếu các bạn thích kênh của mình thì các bạn ghi là Nguyễn Văn Quyết nha, Nguyễn Văn Quyết. Đấy, Nguyễn Văn Quyết. Nhanh lên. Đấy, chúng ta kích vào đây. Đấy, nhìn thấy mặt thối của mình không? Đấy, kích vào nha. Đấy, ra trang của mình thì có rất nhiều các cái ứng dụng hay mình giới thiệu. Và trang của mình nhớ nhấn subscribe nhé. Đấy, đăng ký này, đăng ký cho cái bật lên. Video phải xem ít nhất 30 giây mới đăng ký nhá. Đấy, xong rồi ấn thích cho phát. Đấy, xong rồi xuống các bạn thích gì thì bình luận dưới này. Đấy, các bạn bảo là hãy giúp tôi làm điều gì đó chẳng hạn, đúng không? Đấy, các bạn thích gì bạn cứ viết comment nhá. Tôi làm không hay thì các bạn bảo thằng cờ hó này làm không hay, nhớ chưa? Này, ấn vào cái chỗ này nhá, đăng ký thì các bạn ấn vào cái chuông này để lúc nào mình có bài gì thì các bạn sẽ hiển thị luôn trên YouTube các bạn. Vâng, xin chào các bạn.